chào mừng các bạn đến với khám phá tối đây. Sau khi chúng ta thăm nhà thờ đền thờ Sri Maha Mari Amma, nhà thờ Ấn Độ giáo, thì chúng ta tiếp tục đi trên cung đường này thì chúng ta sẽ đến nhà thờ Đạo giáo các bạn. Hai cái nhà thờ này, hai cái đền thờ này nó cách nhau không xa, nó cùng trên một con đường. Đây là cái đền thờ Đạo giáo, nó cũng rất gần cái đền thờ Ấn Độ giáo Sri Maha Mari Amma. Và bây giờ chúng ta đã đổi là cái nhà thờ đền thờ Đạo giáo các bạn. Đây đền thờ Đạo giáo. Chúng ta sẽ chắc chúng ta cũng sẽ cùng vào thăm cái đền thờ Đạo giáo nó như thế nào các bạn nhé. Để chút cái video khác các bạn nhé. Bây giờ chúng ta tạm ngưng cái chút này.